Trời ơi, chị ơi. Hả? Chị ơi ơi. Cái gì vậy? Chị ơi, Suy. Trời ơi, chị ơi. Trời ơi, ăn trộm hả? Chuyện gì vậy hả? Chuyện gì? Trời ơi, chết rồi. Chuyện gì vậy? Chuyện gì xảy ra trong nhà mình? Trời ơi, ăn trộm hả cưng? Chị ơi. Cái gì? Cái gì? Lại đây. Lại đây. Chuyện gì? Em mừng quá chị hai ơi. Chết em ơi. Mừng chết. Chuyện gì? Em mừng muốn chết luôn. Chuyện gì mà muốn? Chị nhớ bữa hổm á, em gửi cái đơn xin xin làm việc công ty nước ngoài không? Nhớ. Sao cưng xảy sao? Được rồi hả? Em bị đuổi rồi. Khùng hả mày? Em được tuyển rồi, em được tuyển rồi chị hai. Được tuyển? Em được tuyển rồi. Trời Lâm ơi, chị nói mà cưng giỏi lắm Lâm ơi, cưng giỏi quá. Biết chị em ta mừng gì không mà vô hồi không vậy? Đâu cần biết chuyện gì, bị thấy hai chị em ôm nhau là biết vui rồi. Ôm tiếp đi. Thôi buông ra gì vậy vậy gì gì vui tay á. Trời ơi, ngồi xuống nói chuyện coi sao giờ được rồi hả? Chị nào đi làm được tỷ rồi. Trời ơi chị mừng quá, chị sẽ nấu món ăn ngon cho cưng. Dạ. Chị sẽ đãi cưng vô. Ơi ở lại ăn cơm luôn nha, ăn cho mừng nó. Thì ngày nào em tới đây cũng chủ yếu để ăn cơm mà. Là muốn tới đây ăn trực á hả? À đúng rồi. Chứ ở nhà giờ mất công gì nấu. Nó quả ăn trực. Chị làm bếp đi, chị làm bếp đi, chị ngồi đây làm gì? Thấy thương quá cưng ơi. Cưng vô duyên quá nha. Ừ, vô duyên lắm á. Để chị nấu đồ ăn cho ăn nha cưng. Ráng nấu đồ ăn giỏi giỏi, đặng mốt còn có chồng nữa. Thằng quỷ. Cái thằng quỷ, mày ý mày nói tao ế hả mày? Không có, giỡn chị ơi. Sao mày suốt ngày mày cứ ghẹo chị hai tao hoài vậy? Tao không biết sao tao khoái ghẹo bà chặn này ghê mày. Không, mày gặp mày, mày tao bạn thân đúng không? Rồi, chuyện kể rồi nghe. Sao, mà vụ gì mà hai chị em mày vui dữ vậy? Chị hai ơi, chị hai. Hả? Cái gì? Trời. Hả? Chuyện gì cưng? Hả? Ở dưới đi, ở dưới nấu đi. Cái chuyện này nãy chị biết rồi, tại em quá khích thôi. Là cái chuyện nãy hả? Em tính kể cho nó nghe thôi. Cái này là chị đang làm bếp nha. Có tất cả những đạo cụ nha chưa? Coi chừng nha chưa? Dạ, có đâu. Bực bội à, có nhiều đó chuyện mà cũng gần gần lên à. Wow. Cái con cá này nhảy đi đâu vậy? Bây giờ tao hiểu rồi. Nhà mày hai chị em hình như họ la đúng không? Không có vui, niềm vui mà bả thì bả đập đầu con cá bả bực. Còn tao vui, bà hiểu không? Bà mày la kiểu cái đó này. Kêu đi. Bà. Mày kêu đi. Kỳ này bả ra là bả không cầm cái dao không đâu, bả phang cái dao thẳng mặt mày luôn á. Không phải. Mà cái vụ gì? Mày nhớ bữa hổm không? Sao? Bữa hổm mà gửi đơn tình xin vô công ty nước ngoài á. Tao mày gửi lượt đó sao? Tao được tuyển rồi. Mày. Tao được tuyển. Đây bây giờ nào mày tưởng tượng đi. Bây giờ tao sẽ được làm công ty nước ngoài. Sáng sớm xách cái cặp đi học. Ôi, mình đi làm thôi. Mình đi làm vô. Lúc đó mà còn học cái con khỉ nào mà học. Vô phòng máy lạnh mở 17 độ. Chít. Ngu lắm. Đi vô trong mấy cái văn phòng đó đó, mày hiểu không? Làm việc á là mấy cái máy lạnh của nó là mở 16 độ, cứ mở hết 16 độ cho tao. Ai không biết tao mở 10 độ luôn. Mở chít 10 độ, máy lạnh phà ngồi văn phòng đã chướng. Chị tội nghiệp hả mấy đứa mà đi làm ở ngoài nắng rồi á, tội nghiệp mấy đứa đó chết luôn. Đúng mình rồi, tội nghiệp mấy đứa mà đi làm ngoài nắng. Nó đi ngoài đường nó phải trải dầm mưa dãi nắng. Bởi vậy mà... mày nói tao hả mày? Tao nói người ta, tao nói mày đâu. Mày nói người ta vậy? Mày đừng có giờ mày ỷ là lúc này mày có công ăn chuyện làm, mày ngồi trong máy lạnh rồi. Mày coi thường tao hả mày? Tao coi thường mày nào mày, tự nhiên rồi. Mày nói tao chứ nữa, trong số đó có tao. Mày có tao là mày nói tao chứ. Mày làm nói người ta đâu đó mà mày làm gì? Đó, thấy chưa? Cái thái độ mày nói chuyện mày hất cái mặt lên. Đó, mày hất cái thái độ mày hất lại cái xíu được coi. Hất lên cao xíu được coi. Chứ không lẽ bây giờ giờ tao nói chuyện mày tao làm vậy? Đó, tao thấy rồi. Mày thấy không? Tao thấy rồi. Tao phải ngồi nói chuyện mày vậy. Mày đứng đi. Nè, thái độ của mày làm thái độ mày coi thường tao dữ lắm. Mày ngồi xuống đi, mày đừng đứng lên. Bây giờ tao ngồi vậy đúng rồi, mày nói coi thường mày gì? Đúng rồi, mày coi thường nó rõ ràng. Tại vì sao? Mày bây giờ là một người đang là giống như là có một công việc ổn định á, ngồi mát ăn bát vàng số hưởng á, mấy ông, thành ra mày coi thường những người mà làm công việc ngoài nắng. Tại tao đang đi giao hàng cái gì tao mà là tao phải đội nắng này nọ, đội mưa này nọ, tao làm vậy coi như mày thấy da tao đen hết trơn nè, mày đưa tay mày ra coi nè, thấy không? Mày trắng hơn tao đúng không? Bây giờ mày mốt mày còn đi vô trong kim mày làm là da mày còn trắng hơn tao nữa. Mày đừng có gấp than bỏ tay người nha, tao không bao giờ tao không bao giờ coi thường mày nha mày. Tao không bao giờ coi thường mày hả? Hả? Tao không coi thường mày. Mày làm gì? Mày nói 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 gì? Em nè,
nói chuyện lúc nào cũng đàng hoàng. Có giờ em lớn tiếng gì nói đâu. Mày ngồi xuống, ngồi xuống đi. Ngồi xuống. Chị ngồi xuống đi. Chị coi nè. Thằng em chị á, thằng này nè, nó ăn hiếp em. Nó to tiếng em, chị thấy không? Chị thấy nó to tiếng không? Tao to tiếng mày đâu. Mày nói tiếng tao quýnh mày luôn giờ á. Thấy chưa? Nè, thấy không? Bình tĩnh lại, bình tĩnh lại, nghe chưa? Cưng nói chuyện vậy mà không to tiếng cái gì? Mắc gì mà hai đứa tự nhận thân với nhau ngồi nói chuyện chút cãi nhau là sao hả? Em nói chị nghe vậy nè. Cái gì? Em đâu nói gì đâu. Em nói tự nhiên giờ em khoe nó em được làm công ty nước ngoài, em được ngồi văn phòng, ngồi máy lạnh. Em nói vậy thôi rồi tự nhiên là coi thường nói gì. Mày xạo mày, mày đừng có xạo mày. Mày nói còn thiếu, nó nói thiếu chị. Nó nói gì? Nó nói xong câu đó đúng, nó nói câu đó đúng, còn câu sau nữa. Câu sau gì? Mày nói là trời ơi, vậy đỡ mấy thằng mà làm ngoài ngoài nắng ngoài mưa này nọ, không có được hưởng sung sướng này nọ. Mà nói trong số đó là ai? Trong số đó là có tao, đúng không? Có nghĩa nó phải coi thường đâu không? Tao nói, tao nói người ta nha mày. Nhưng mà tại chứ chịu chứ mày. Mày có chịu đâu? Trời ơi, muốn chịu đi. Xin mỗi đứa miếng quyết nha. Mặc dù không nấu cháo mà xin để tủ lạnh được không? Mày cho bả đi. Mày cho luôn đi. Mày cho đi. Mày con già cho đi. Mày cho đi. Chặt luôn khỏi xin ha. Tránh ra, hai đứa tránh ra. Tránh ra, cho chị vô giữa cho. Bây giờ em im nha, cấm mày nói mày. Tao nói nào? Nó chưa nói mà em mày nói bây giờ. Thôi. Cái gì vậy hả? Bị cái gì vậy? Chị nói cho em nghe nè, không phải em làm văn phòng là em sướng hơn cái người làm ngoài nắng đâu, đúng không? Sao? Trong văn phòng nó có cái khổ của văn phòng, mà ở ngoài nắng nó có cái sướng của ngoài nắng. Là không phải sao? Làm trong văn phòng là sướng, nhiều khi làm trong văn phòng nhiều cái bệnh lắm á, bệnh văn phòng nhiều lắm á. Bệnh tự nhiên bệnh văn phòng là bệnh mà đi ngoài nắng chưa chắc người ta bệnh à. Thì chị cũng nghe nói thôi là trong văn phòng á bệnh nhiều thứ lắm. Hình như là có đâu, ta ngồi máy lạnh nhiều ta sướng mà. Sướng gì, ngồi mình không vận động thì mình sẽ bị đau khớp, mình sẽ bị thoái hóa cột sống, đúng không? Rồi mình nhức đầu, máy lạnh nó phà lên riết rồi mình nhức đầu nữa. Đó, đau nhức tùm lum chứ đâu phải sướng đâu. Có vậy đó hả? Còn vận động, nhiều khi mình vận động mình không có bệnh gì hết trơn trời. Đúng không? Em còn nghe nói là gì đó ở trong văn phòng mà ngồi riết cái công việc mà nhiều quá gì đó là nó bị căng thẳng rồi mất ngủ gì á, rồi hả mai mốt là bị trầm cảm mà bị điên gì á. Tự nhiên là văn phòng bị bệnh vậy luôn hả? Không, ý chị nói là công việc nào cũng có cái tốt và cái dở hết, cũng có mặt xấu và mặt tốt hết, không có công việc nào mà khổ khổ hoài, hiểu không? Cũng có cái sướng của nó nữa. Nói giờ hơi giờ sao, giờ có cách gì không? Thì giờ mày thì mình tự điều tiết lại thôi. Chứ không phải là mình chị không cho em làm văn phòng. Nhưng mà nhớ là làm trong văn phòng là bệnh dữ lắm á. Bây giờ không thôi, bây giờ tao là bạn thân mày, giờ tao giúp cho mày một cái. Đúng rồi, bởi vậy nha. Mày cứ nhận công việc này. Bởi vì đây là số lương ổn định cho mày. Đúng rồi, ngon. Bây giờ mày làm 2 tháng trong văn phòng, xong mà mày nghỉ. Tao nhảy vô làm công chuyện của mày, mày nhảy ra làm công chuyện của tao 2 tháng, xong mà 2 thằng qua lại. Hiểu chưa? 2 tháng mày làm trong văn phòng, 2 tháng mày đi giao hàng, 2 tháng mày làm văn phòng, 2 tháng mày giao hàng, tao ngược lại đó. Tao giúp mày. Tao sợ tao mày làm được có 1 tháng à. Tại sao? Làm được 1 tháng là tao đuổi nghỉ rồi. Làm bị đuổi? Trình độ của tao mày ngang nhau mà. Mày đang làm về nhảy qua nhảy lại về bị đuổi, hai đứa đuổi thất nghiệp luôn. Đuổi tao giúp mày thôi chứ có gì đâu. Bây giờ sang vậy giúp vậy rồi mai đuổi luôn rồi tao làm sao? Mày đừng có nói tụi lum la, cái này tao muốn giúp mày thôi mà. Chứ có gì mà hại đâu, có hại mày đâu. Mày phải đợi tao giúp mày đâu, trời ơi. Nguyên Chân rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Cười Vui Sống Khỏe. Trong tiểu phẩm vừa rồi chúng ta đã có được những tiếng cười thật sảng khoái đúng không quý vị? Nhưng mà qua đó cũng nhắc nhớ về một căn bệnh mà rất là thường gặp, đó chính là bệnh văn phòng. Vậy ngày hôm nay chúng ta hãy cùng tìm hiểu về vấn đề này với thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Thành Nhân đến từ khoa xương khớp của Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Xin chào bác sĩ ạ. Chào Nguyên Trân, cùng kính chào quý vị khán giả. Vâng, thưa bác sĩ, trong tiểu phẩm vừa rồi thì nhân vật nữ đã nhắc đến một số các triệu chứng như là đau xương khớp, rồi tê chân, đau lưng hay là nhức mỏi ở vai cổ. Như vậy thì các triệu chứng đó là biểu hiện của một căn bệnh văn phòng, có đúng không thưa bác sĩ? Quả thật là đúng vậy. Đây là các cái triệu chứng của bệnh lý của những người làm công việc văn phòng mà mình hay nói nôm na đó là bệnh văn phòng. Vâng ạ, vậy thì chúng ta có thể thấy rằng không chỉ là những người làm việc mệt mỏi, làm việc nặng nhọc thì mới bị các chứng bệnh, mà những người ngồi ở trong văn phòng tưởng như rất là nhẹ nhàng nhưng mà cũng vẫn bị bệnh đúng không bác sĩ? Vậy thì nguyên nhân do đâu? Bác sĩ có thể chia sẻ với lại quý vị khán giả được không ạ? Thì về mặt nguyên nhân đó là do cái lối sống, do cái cách làm việc, sinh hoạt mỗi ngày mà nó đẻ ra những cái bệnh là như vậy. Thứ nhất, tôi xin giải thích là thứ nhất là cái nhóm bệnh cơ xương khớp. Đa phần là do cái người làm văn phòng đó là phải ngồi lâu, không có vận động, ít vận động, là ít chơi thể dục thể thao, dẫn đến các cái cơ bị yếu, dẫn đến dễ mỏi cơ, đau nhức cơ. Và khi các cơ yếu đó, nó dẫn đến cuộc sống cũng yếu, dễ bị đau lưng, nhức mỏi, dễ bị thoát vị đĩa đệm, chèn ép thần kinh.
Khi cái người làm văn phòng ở ngồi lâu ở những cái tư thế nào đó đó, làm việc với máy vi tính với con chuột thì dễ bị cái chèn ép thần kinh giữa dẫn đến tê tay, vân vân. Rồi với áp lực công việc, áp lực công việc ngày càng cao, càng bị stress thì do đó dễ dẫn đến các cái rối loạn về thần kinh như là đau đầu rồi mất ngủ, rồi có thể là cả bị trầm cảm. Khi mà ngồi lâu như vậy là các cái mạch máu nó cũng có thể bị giãn tĩnh mạch rồi suy tĩnh mạch. Còn về đường mà tiêu hóa đó cũng do cái chế độ ăn uống mà nó không điều độ thì rượu bia này nọ nữa thì có thể là dẫn đến bị rối loạn tiêu hóa, dễ bị viêm loét dạ dày tá tràng, uống ít nước, thiếu nước dễ dẫn đến bị táo bón rồi các cái bệnh lý như là bệnh trĩ. Ngoài ra trong cái môi trường văn phòng, môi trường máy lạnh rất là dễ bị ẩm thấp, rồi trong cái máy lạnh đó nó có thể có một số cái tác nhân như là nấm, mốc, rồi vi sinh. Do đó dễ mà bệnh nhân dễ bị các cái bệnh lý như là bị viêm xoang, viêm mũi dị ứng hay là thậm chí là các cái bệnh như là hen suyễn. Như vậy tóm lại đó là do gì? Do cái chế độ sinh hoạt, chế độ làm việc ít vận động, chế độ ăn uống không có đúng, rồi do cái môi trường làm việc và kể cả các những căng thẳng stress thần kinh mà nó dẫn đến những cái bệnh lý mà chúng ta đã thấy là như trên. Vâng, xin cảm ơn bác sĩ đã chia sẻ những nguyên nhân của căn bệnh văn phòng. Vậy thì ngày hôm nay đến với chương trình, bác sĩ có những cái lời khuyên nào để gửi đến cho tất cả quý vị khán giả cũng như là những người nhân viên làm việc trong văn phòng không ạ? Thì tôi xin mạn phép nêu bốn cái vấn đề mà mình lưu ý để tránh bị bệnh. Cái thứ nhất đó là về mặt vận động thì nên khuyên cái người làm văn phòng là phải chịu khó là năng động, năng vận động, đừng có thụ động quá. Tôi ví dụ, thí dụ như mình đi làm thì nên chịu khó đi bộ. Nếu mà làm ở những cái công sở ở tầng thấp thì nên đi bộ thay vì đi thang máy, tất nhiên là không có cao quá. Rồi thứ hai nữa, khi mà mình ngồi làm việc suốt ngày cặm cụi trên văn phòng với vi tính thì khoảng 15 đến 20 phút thì mình phải thay đổi tư thế và không nên ngồi quá một chỗ, quá 1 tiếng đến 2 tiếng. Khi ngồi lâu 1 2 tiếng đồng hồ thì mình phải thay đổi tư thế ra ngồi vươn vai rồi tập vận động. Thì có nhiều cái môn thể thao rất là tốt, như chẳng hạn như là mình có thể đi bộ nè, bơi lội, chơi tennis, rồi cầu lông hay là bóng bàn, tranh thủ là một tuần phải 2 3 lần như vậy để tăng cường sức khỏe. Cái thứ hai là về mặt dinh dưỡng. Về mặt dinh dưỡng thì nên là ăn uống điều độ đúng bữa, ăn đầy đủ chất dinh dưỡng, ăn nhiều rau xanh, uống nhiều nước rất là quan trọng ha. Một ngày phải uống từ 1,5 lít cho đến 2 lít nước. Và cái thứ ba nữa đó là về mặt môi trường thì môi trường làm việc lúc nào cũng phải là sạch sẽ, thoáng đãng. Thì mình phải năng là làm vệ sinh văn phòng cho nó sạch sẽ, tránh những cái tác nhân nấm mốc, tránh những cái nguồn lây bệnh ở trong văn phòng. Và nên nhớ rằng cái nguồn khí trời rất là quan trọng. Thành ra khi mình làm việc đó thì không nên ngồi ở một chỗ mà thỉnh thoảng phải ra ngoài để hít thở không khí trời, và văn phòng phải làm sao cho có ánh sáng mặt trời vô được. Tránh mang những cái stress, những cái căng thẳng của công việc từ công sở mà về nhà thì nó lại ảnh hưởng lên cái stress ở nhà cho mình và cho mọi người xung quanh, cho gia đình. Mình cần phải có lên cái lịch để giải trí, xem phim, đi coi ca nhạc hay là hãy đi du lịch. Nếu mà mình tổng hòa được những cái yếu tố như trên thì tôi tin chắc rằng mình có đầy đủ sức khỏe để phục vụ cho bản thân, cho cộng đồng, xã hội mà sẽ không bị các cái bệnh như nêu trên. Vâng, xin cảm ơn bác sĩ với những lời khuyên và những thông tin rất bổ ích về bệnh văn phòng. Cảm ơn Nguyên Trân. Kính thưa quý vị, hãy tiếp tục theo dõi chương trình của chúng tôi vào tuần tới để cùng tìm hiểu về chứng tức ngực, nguyên nhân do đâu và cách điều trị quý vị nhé. Kính thưa quý vị, hãy gửi về cho chương trình những thông tin, những ý kiến đóng góp hoặc là những tình huống bi hài mà quý vị gặp phải trong cuộc sống hàng ngày. Và những tình huống hay được chọn thực hiện, quý vị sẽ nhận được những phần quà rất hấp dẫn từ chương trình. Và mọi ý kiến đóng góp xin gửi về địa chỉ đơn vị thực hiện: Công ty Tiếp thị Truyền thông Ý tưởng Việt, số 384 Xuyệt Chính, đường Lý Thái Tổ, phường 10, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh. Và địa chỉ email là ct cười vui sống khỏe a@gmail.com. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.